các bạn nhìn bên phải của màn hình là nếu mà chúng ta ngồi trong khoang lái á, mà chúng ta dán phim thì nó sẽ mát giống như chúng ta đang đeo một cái kính râm vậy đó. Còn nếu mà các bạn nhìn bên tay trái mình một chút ha, các bạn sẽ thấy đó là cái ánh sáng thực tế ở ngoài ha. Đây là một em Ford Ranger đang được phủ ceramic, và trong quá trình phủ, sau khi phủ thì hầu như là được chùm lại để đảm bảo cho cái quá trình mà phủ ceramic chừa lại được. Cái kính lái là ba em Crystal Light thì chừa lại thôi, còn mấy cái phim ba em của kính sau, kính sườn là anh gỡ hết, bởi vì anh bảo nó không có tối, và thứ nhất thứ hai là nó không có mát hay sao á, thì anh gỡ hết. Thì mình phải đo dựa trên máy các bạn ha, và chúng ta thử bằng tay của chúng ta luôn nha các bạn. Đây, chúng ta thử bằng tay của chúng ta luôn đó. Thì chi tiết hơn nữa, để đo được tất cả các dòng phim của ASVKF đang cung cấp tại thị trường á, và so sánh với 3M Crystal Light, cũng như là so sánh với cái một cái kính không có phim, thì các bạn phải đến với bên Tuấn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Lê Tuấn Auto ha. Cũng như mọi khi, bữa ngày Tuấn rất là bận, nói chung là cuối năm á các bạn, cũng nhiều việc lắm, nên Tuấn không có quay video gửi đến cho các bạn trên kênh YouTube của Tuấn xem nhiều. Bởi vì nào là việc của bên công ty, rồi việc ở bên bên chỗ vợ Tuấn nữa, thì để đi mua đồ cho các cô chú ở Mỹ, Úc, Canada nữa, thì Tuấn cũng bận nhiều việc. Thì hôm nay tranh thủ ha, quay lại một video để gửi đến cho mọi người, để hưởng ứng kịp cái không khí Tết ha. Thì hầu như là với cái mùa cuối năm này á, thì rất là nhiều những cái xe được giao cho bên Rộ Tu, cũng như là tin tưởng bên Rộ Tu để nhận về rất là nhiều xe và làm. Thì nay Tuấn thấy có một số em xe, ví dụ như con VF8, VF9 LED này nè. Đây, trước mặt các bạn à, là em xe VF9 LED nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi một vòng cũng như cũ ha, mình đi một vòng dạo quanh Rộ Tu để mình xem coi có xe nào hay mình quay cho mọi người coi ha. Để mình xem thử cái VF9 LED này làm cái gì nha. Mới lắm á các bạn. Đây. Xe này là xe mới con luôn, là chắc này làm dán phim hay như thế nào á. Tôi thấy như có phim rồi nè, phim Cool Light nè. Để tôi quay cho mình xem nha. Xe này được dán phim Cool Light nè. Thì khi mà dán phim rồi á thì nó sẽ rất là mát ha. Oh. VF9 LED. À. Xe được dán phim Cool Light nha các bạn. Phim cách nhiệt Cool Light. À. Với phim cách nhiệt thì có nhiều dòng khác nhau như 3M Crystal Light, Cool Light hoặc là ASVKF độc quyền tại Rộ Ô Tô. Thì khi các bạn liên hệ với Lê Tuấn Auto qua số hotline của màn hình ha, thì Tuấn cũng sẽ tư vấn cho mình là tùy vào cái sản phẩm mà mình thích, cũng như cái tầm tài chính của mình, thì Tuấn sẽ tư vấn cũng như phân tích cho các bạn biết về các dòng phim cách nhiệt nó sẽ khác nhau ra sao ha, để mình có cái chọn lựa mà nó phù hợp với cái tiêu chí của mình ha, cũng như cái tài chính của mình nha các bạn nha. Đấy. Khi mà dán phim Cool Light thì mình đứng ở trong là Tuấn quay như thế này nè, mình sẽ thấy rõ không? Giữa cái khi mà mình ngồi trong cái khoang lái và mình nhìn ra bên ngoài, và cái ánh sáng trực tiếp từ bên ngoài nếu không dán phim nó sẽ như thế nào ha. Các bạn nhìn bên phải của màn hình là nếu mà chúng ta ngồi trong khoang lái á, mà chúng ta dán phim thì nó sẽ mát giống như chúng ta đang đeo một cái kính râm vậy đó. Còn nếu mà các bạn nhìn bên tay trái mình một chút ha, các bạn sẽ thấy đó là cái ánh sáng thực tế ở ngoài ha. Đó. Đây là phim Cool Light nha các bạn. Đây nè. Phim Cool Light thì ở phía sau của nó sẽ có dán một cái chữ lên đây. Đấy, Cool Light ha. Xe này được dán full xe là dán Cool Light hết. Mình đi qua bên này mình xem đi. Đây là một em xe Kia Carnival được độ lên gói nội thất. Thì đây là trong quá trình làm em xe này ha, thì mình sẽ cách âm cho xe. Đây là quá trình cách âm sàn xe nè các bạn. Đấy, cách âm sàn xe, sau đó mình mới mới lắp ghế limousine vào ha. Thì khi các bạn có nhu cầu cách âm cho xe, tất cả các dòng xe trên thị trường nha, không riêng chỉ gì Kia Carnival, mà tất cả các dòng xe trên thị trường, mình có thể liên hệ với Lê Tuấn Auto qua số hotline của màn hình ha, để Tuấn sẽ tư vấn
cũng như là tìm ra được những cái giải pháp mà cách âm phù hợp nhất cho xe của các bạn nha. Còn cái em xe trước mặt các bạn xem ha, là một em xe đang được chùm một cái tấm khăn lên ha. Mình mở ra cho các bạn xem nha, xem em xe là em xe gì nha. Thì mở lên chút xíu cho bạn xem thôi chứ. Đây là một em Ford Ranger đang được phủ ceramic, và trong quá trình phủ, sau khi phủ thì hầu như là được chùm lại để đảm bảo cho cái quá trình mà phủ ceramic nó được hoàn hảo nhất các bạn. Thì chúng ta sẽ chùm cái xe lại ha, để đảm bảo là cho cái quá trình là ceramic nó được thấm tốt nhất vào trong cái lớp phủ sơn của xe. Đó, đây là quá trình mà phủ xe, phủ ceramic, và sau khi phủ ceramic thì mình phải đảm bảo là cho cái lớp sơn xe được thấm tốt nhất cái lớp ceramic đó, để nó có thể là bảo vệ cho cái lớp sơn xe của mình được tốt nhất ha, tạo độ bóng nè, tạo cái hiệu ứng lá sen nè. Thì khi các bạn quan tâm đến phủ ceramic xe có thể liên hệ với Lê Tuấn Auto qua số hotline của màn hình ha, để Tuấn có thể tư vấn cũng như là cho các bạn thấy được cái hiệu quả của việc phủ ceramic nha. Đây cũng là một em Ford. Em Ford này đã được dán BBF. Đó, em đã được dán BBF và đang chờ cho khách đến lấy xe đó. Bên tay trái của các bạn là em Kia Carnival được độ về mặt âm thanh. Đây. Anh đang làm âm thanh đó. Còn đây là một em Mazda CX-5 đã được đang vừa dán xong phim cách nhiệt ASVFF chính hãng, độc quyền phân phối tại Rồ Auto. Đó, Mazda CX-5 các bạn ha. Em này thì anh chủ ảnh lột hết tất cả những cái phim 3M cũ của xe ra để dán vào cái phim ASVFF. Có nghĩa là xe này anh chủ anh chỉ dán lại là ASVKF cho 4 cái cửa tài phụ với 2 kính sườn sau. Còn riêng cái kính lái thì anh chỉ anh để nguyên cái phim 3M Bristol Light. Chừa lại cái kính lái là 3M Bristol Light thì chừa lại thôi. Còn mấy cái phim 3M của kính sau, kính sườn là anh gỡ hết, bởi vì anh bảo nó không có tối, và thứ nhất thứ hai là nó không có mát hay sao á, thì anh gỡ hết. Thì ngày hôm qua thì riêng xe này thì Tuấn có tư vấn cho anh, thì Tuấn có cho anh xem tất cả những cái quá trình mà test cái hiệu quả cách nhiệt của hai dòng phim là 3M và 3M Crystal Light và dòng phim ASVFF. Thì anh sau khi được bên Tuấn tư vấn thì anh đã chọn là dán phim ASVFF. Giờ Tuấn sẽ quay cho mình xem một số những cái máy mà test mà hôm qua Tuấn test cho anh á. Rồi bây giờ Tuấn sẽ dắt mình đi xem một vòng ha. Thì ở phòng trưng bày của Rồ Auto á thì có đầy đủ trưng bày về các dòng màn hình. Đó, như các bạn thấy ha, dòng màn hình ha, tất cả các dòng màn hình như GoTech, TS của Bitmap, ZTech và đèn của Auzoom. Đó, một số phụ kiện khác. Tuấn quay cho mình xem. Và về vật liệu cách âm như nãy Tuấn nói ha, thì cách âm là cách âm của ship hoặc là của STB nhập khẩu trực tiếp từ Nga. Đó, ship là dòng cách âm được Rồ Auto nhập độc quyền và phân phối tại Rồ Auto các bạn ha. Đó, còn đây là một số bộ phụ của Neotech chuyên dành cho dòng Kia Carnival. Này là một bộ hai cặp này, cặp phụ trước nè. Và còn đây là cặp phụ sau. Về phụ của Neotech thì Tuấn sẽ để cái đường link bên dưới để các bạn hãy nghiên cứu thêm ha. Về cách âm chống ồn thì có ship và có STB hai dòng. Thì để phân biệt giữa hai dòng này thì các bạn hãy liên hệ với Lê Tuấn Auto qua số hotline góc màn hình ha. Tuấn sẽ tư vấn cho mình
về sự khác nhau giữa SIP và STP. Còn đây là vật liệu dán BBF. BBF của Manusco và của SAP, nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ và được phân phối tại Rô Tô luôn. Và như Tuấn hứa các bạn ha, thì đây chính là cái máy để đo hiệu quả của phim cách nhiệt đó, của dòng phim ISVKF. Đây là chính là cái máy để đo. Thì ngày hôm qua Tuấn có tư vấn cho anh khách thì Tuấn cũng đo dựa trên máy này. Thì khi các bạn đến đây với Tuấn ha, các bạn có thể xem được cái hiệu quả của cái máy. Cái máy nó sẽ tạo ra một cái gọi là một cái nhiệt đó các bạn. Nó tạo ra hai cái đèn nhiệt ở đây và nó có nhiệt độ để đo. À, mình sẽ đo giữa hai dòng phim. Đấy, xem coi dòng phim nào có cái hiệu quả nhiệt độ tốt hơn, chống được cái nóng tốt hơn, cách nhiệt tốt hơn, thì mình phải đo dựa trên máy các bạn ha. Và chúng ta thử bằng tay của chúng ta luôn nha các bạn. Đây, chúng ta thử bằng tay của chúng ta luôn. Đó. Thì chi tiết hơn nữa để đo được tất cả các dòng phim của ISVKF đang cung cấp tại thị trường á, và so sánh với 3M Crystal Light cũng như là so sánh với một cái kính không có phim, thì các bạn phải đến với bên Tuấn, thì Tuấn mới có thể tư vấn cũng như là cho các bạn xem được, so sánh được cái hiệu quả cách nhiệt của từng dòng phim một ha các bạn ha. Còn về số liệu thì trên giấy tờ, ví dụ như về mức độ xuyên sáng, rồi tổng năng lượng loại bỏ, hoặc là chống tia cực tím, hoặc là chống tia UV, chống tia hồng ngoại, thì hầu như tất cả nó chỉ là con số minh họa các bạn. Còn khi mà các bạn đến với Tuấn thì Tuấn mới có thể cho các bạn xem được hiệu quả của khi mà chúng ta gắn phim cách nhiệt ASVKF và giữa là không gắn phim cách nhiệt và gắn phim cách nhiệt 3M Crystal Light, thì cái sự khác nhau nó như thế nào các bạn ha. Chúng ta sẽ thấy dựa trên các nhiệt độ, các công cụ để đo nhiệt độ các bạn ha. Đấy, máy móc nó sẽ đo cho chúng ta. Thì trong video ngày hôm nay Tuấn không có làm nhiều cái Tuấn không có review chi tiết cho một em xe nào cả. Tuy nhiên Tuấn thấy đâu Tuấn quay đó cho các bạn xem thôi. Thì Tuấn đi một vòng showroom Rô Tô, thì Tuấn thấy cái gì hay thì Tuấn quay cho mình. Cái kênh của Tuấn là cái kênh chia sẻ về cái kiến thức về ô tô, về chăm sóc và làm đẹp xe ô tô. Thì Tuấn thích là đưa tất cả những cái hình ảnh về xe ô tô, về làm đẹp xe, về chăm sóc xe và nâng cấp các phụ kiện về xe. Các bạn có thể liên hệ với Lê Tuấn Ô Tô qua số hotline góc màn hình ha, để Tuấn có thể tư vấn cũng giống như là chia sẻ với các bạn về những thắc mắc của các bạn. Ví dụ như các bạn thắc mắc về màn hình, về phim cách nhiệt, về dán BVF cho xe, về nội thất của xe, về nâng cấp âm thanh của xe, về nâng cấp về ghế xe, sàn xe và bọc da xe, hoặc là bọc da ghế xe, hoặc là full nội thất xe, thay đổi bọc da full nội thất xe, các bạn hãy liên hệ với Lê Tuấn Ô Tô qua số hotline góc màn hình để Tuấn hãy tư vấn cũng giống như là chia sẻ với các bạn về kiến thức của Tuấn cũng như là làm cho các em xe các bạn được đẹp hơn mỗi ngày nhé. Tuấn cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo trên kênh YouTube Lê Tuấn Ô Tô. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh và like để xem được nhiều video hơn nhé. Chào tạm biệt các bạn. Y on the mic, let's get it. Q-I-L-L, let's get it. Let's get it. Oh, name the I-bike. Sounds like me, I don't want to die.